Là mưa làm gió phân khúc tầm trung từ giữa cuối 2018. Đến thời điểm hiện tại thì Acer Predator Helios 300 nói riêng và series Helios nói chung vẫn còn rất được lòng game thủ. Ưu và khuyết điểm của mẫu laptop này là gì và có đáng mua hay không? Mời các bạn hãy cùng xem vào video này nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop với màn hình 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS. Các cạnh phần mặt trên của laptop được Acer tạo ra một đường gấp nhẹ, vừa là điểm nhấn cho Helios 300, vừa cho một cảm giác mang hơi hướng gaming. Vì là tấm nền IPS nên Helios 300 cho một màu sắc rất tuyệt vời, màu sắc trung tính, hơi nịnh mắt một chút. Ngoài ra về phần hiệu năng thì đây sẽ là một màn hình có tần số quét là 144Hz. Nếu các bạn cân màu lại thì đây thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo với đa số mọi nhu cầu. Điểm cộng tiếp theo đó là khuôn viền bên trong màn hình là bằng nhựa, nhưng bên ngoài lại được ốp một tấm kim loại, vừa tạo cảm giác chắc chắn vừa mang được tính chất gaming. Điểm trừ duy nhất về phần thiết kế đó chính là phần kê tay. Khi bạn thao tác gõ với hai tay thì nơi này rất dễ bám mồ hôi tay và vân tay vì là kim loại được sơn dạng xước màu đen. Thế mình nghĩ nếu như là chất liệu sơn nhám thì sẽ ít bị hơn. Mặt dưới của máy thì vẫn được làm bằng nhựa. Mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái khe tản nhiệt cách điệu màu đỏ. Cạnh trái sẽ có một cổng USB Type-C, cổng mạng RJ45, cổng USB 3.1 và cổng HDMI. Bên cạnh đó thì khe đọc thẻ nhớ SDHC vẫn còn hiện hữu trên Helios 300. Cạnh phải thì sẽ chỉ có hai cổng USB 3.1 và jack tai nghe 3.5mm kim luôn cả micro. Bàn phím trên Helios 300 là dạng bàn phím chiclet với kích thước gần như là full size. Mình thấy đầy đủ các ký tự cho cảm giác vừa đủ dùng nếu như bạn là một game thủ. Đối với một số người sử dụng như cầu là văn phòng thì gõ lướt sẽ có cảm giác bấm trên Helios 300 có phần hơi nặng. Nhưng đối với mình là đủ dùng, không quá nông cũng không quá sâu. Ngoài ra thì bàn phím cũng có đèn nền LED màu đỏ, chỉ có hai chế độ là tắt hoặc mở, không được dimmer độ sáng nhiều hay ít giống như là chiếc laptop Dell 7588 mà hôm trước mình đã từng trên tay. Trackpad trên Helios 300 nhìn chung là dễ dùng. Đối với người bị mồ hôi tay hay không thì vẫn ok. Khi tay mình bị đổ mồ hôi, mình di trackpad với một hoặc hai ba ngón tay cũng không có hiện tượng bị dính hay bị kẹt gì cả. Mọi thứ rất là trơn tru và mượt mà. Trải nghiệm game trên Helios 300 đúng thật là rất ok. Mình test với i7-8750H, 16GB RAM và 1060 6GB. Xung của CPU khi bật Intel Turbo Boost rơi vào khoảng 4.0 cho đến 4.1GHz. Hiệu năng càng màn hình trên khoảng 5% so với lại 1060 của máy tính để bàn. 1060 trên Helios 300 đã làm rất tốt phần việc của nó với là Apex Legends. Mình để setting là 2, skill vào game có trồi sụp. Tuy nhiên ở những khung cảnh môi trường rộng lớn thì FPS lại cao và ổn định hơn rất nhiều. Với Apex Legends, thời điểm này mình vẫn đánh giá AMD tốt hơn Nvidia, cụ thể là các mẫu card RX trên các dòng PC. Bởi vì mình chưa có dịp test các mẫu card màn hình AMD trên các laptop, cho nên mình cũng chưa dám khẳng định. Với Far Cry New Dawn setting 2, game hoàn toàn có thể chiến mượt với FPS rơi vào khoảng 70 cho đến 75, có trời sụp đôi chút, tuy nhiên lại ổn định trở lại sau khoảng 5 phút chơi game. Với Devil May Cry 5 thì setting vẫn là 2, game dễ dàng đạt được FPS 85 cho đến 90, dao động vẫn ở mức đó, vẫn là điệp khúc rớt FPS rồi trở lại bình thường. Mọi thứ đều rất ok, hoàn hảo, không có vấn đề gì hết. Với nhiệt độ, mình chụp khi game vẫn đang được chạy. Nhiệt độ nóng nhất là ở khu vực màn hình có lúc lên tới hẳn 50 độ. Khu vực gai tay bên trái thì mát hơn, chỉ khoảng 35 độ. Và khu vực lót tản nhiệt CPU và Vega thì khoảng 44 cho đến 45 độ. Nhìn chung thì theo Acer có nói là tản Aeroplay 3D của hãng đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Và đó là bản đánh giá chi tiết về Acer Predator Helios 300. Còn ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy bình luận bên dưới nhé. Và vẫn như mọi khi, mình là Châu Cô Bài.